Đây là viên pin Cameron CR2 lithium 3V không sạc. Thì viên pin này có kích thước khoảng 15.6mm x 27mm trong một viên, hay còn gọi một mã khác đó là 15H270. Viên pin hãng Cameron của Đức, có xuất xứ liên danh Đức China, được đóng gói vỉ một viên và đã sử dụng in trên viên pin, dòng là 850mAh, điện thế 3V. Hàng chính hãng Cameron được bán tại địa chỉ 1165 Trần Đạo, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi giá giảm cho khách mua số lượng nhiều và khách muốn mở làm đại lý. Vui lòng gọi 0909 911 096 0903 352 340. Xin cảm ơn.